Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Xin chào quý vị. Tình cờ mình có đọc một bài chia sẻ liên quan đến những dấu hiệu khiến quý vị bị loại khi phỏng vấn xin visa Mỹ. Thì cá nhân mình thấy bài này khá hay nên mình muốn chia sẻ lại cho quý vị để quý vị có thêm thông tin tham khảo. Thì như quý vị cũng biết, khi phỏng vấn, người làm thủ tục xin visa chỉ có vài phút mà thôi, và tất cả ngôn ngữ cơ thể từ cử chỉ thái độ sẽ được phân tích khá là sát sao. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu đáng nghi ngờ nào, dù là vô tình hay là cố ý, khả năng rớt visa sẽ rất cao. Vậy những dấu hiệu cơ thể nào dễ bị nghi ngờ nhất khi quý vị đi phỏng vấn xin visa? Và sau đây là một số dấu hiệu mà quý vị có thể tham khảo. Đầu tiên là cơ thể căng cứng. Một người nói dối sẽ lăng xăng, cơ thể bồn chồn, tay chân múa máy lung tung. Nhưng một người nói dối cũng có thể cứng đơ, căng mình chịu trận. Tốt nhất là quý vị nên thả lỏng, thỉnh thoảng thay đổi tư thế một cách tự nhiên và thoải mái. Thứ hai là nhịp thở thay đổi. Khi quý vị quá lo lắng và căng thẳng, nhịp thở sẽ gấp gáp và nặng nề. Quý vị hãy cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng tinh thần và giữ nhịp thở đều đặn. Thứ ba là lắc đầu bốn phương tám hướng, không yên. Nếu trước khi trả lời câu hỏi mà quý vị bất ngờ thay đổi tư thế và vị trí của đầu, thì có thể quý vị đang nói dối. Không nên rụt đầu lại, cúi đầu xuống hoặc nghiêng đầu sang một bên liên tục. Thứ tư là nói lặp đi lặp lại một cụm từ hoặc nói lắp bắp. Ví dụ, khi lánh sự hỏi, nếu trong lúc đi du lịch mà chính phủ có chính sách nào đó cho chị ở lại, thì chị có ở lại không? Mà quý vị trả lời liên tục, lặp đi lặp lại cụm từ, tôi sẽ không bởi vì, tôi sẽ không bởi vì, tôi sẽ không bởi vì, thì khả năng bị đánh giá nói dối là rất cao. Nói lắp, hay còn gọi là nói cà lăm, cũng là một thảm họa. Nếu như những câu hỏi khác quý vị không lắp bắp, nhưng lại bị lắp ở một số câu hỏi nào đó, thì cho thấy đó là một triệu chứng nói dối rõ rệt. Thứ năm, hay lấy tay che miệng lại. Quý vị không nên lấy tay che miệng lại hoặc lấy ngón tay chạm môi, vì hành động này không được xem là làm duyên mà bị xem là nói dối. Thứ sáu, bàn chân không đứng yên. Tại sao phỏng vấn bắt đứng mà không cho ngồi? Là tại vì nhìn bàn chân đoán được rất nhiều điều. Bàn chân càng di chuyển nhiều, chứng tỏ người đó đang muốn trốn thoát tình huống hiện tại. Thứ bảy, cung cấp quá nhiều thông tin dư thừa. Khi lãnh sự hỏi, đi Mỹ, anh bao lâu? Đã nói lan man tới tình yêu nước Mỹ, anh ra sao? Ước mơ đến Mỹ, anh làm gì? Thì cũng không được đánh giá cao. Nhìn chân chối người đối diện, không dám nhìn thẳng thì là nói dối, nhưng khi nhìn chằm chằm, chân chối vào người khác cũng là biểu hiện nói dối. Các nhân viên lãnh sự đều được huấn luyện đọc các hành vi ngôn ngữ, vì họ đều được thông báo là tất cả giấy tờ đều có thể làm giả. Cho nên buổi phỏng vấn là họ muốn xem đường đơn trước mặt có thể tin được hay không. Và do đó, quý vị hãy giữ cho dáng điệu tự nhiên, trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng đừng như kiểu học thuộc, trả bài nhé. Và đó là một vài dấu hiệu khiến quý vị bị loại khi phỏng vấn xin visa Mỹ mình muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ để giúp kênh phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.